Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn rửa chén. Việc đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái bao tay. Cái bao tay là để cho xà phòng nó dính vào tay chúng ta, tránh hại da tay đó. Các chị em phụ nữ mà thường xuyên là quên cái việc đeo bao tay, cho nên là khi mà mình rửa chén xong, tay của mình sẽ rất là bị khô, bị rất là khô. Sau khi mà đã dọn sạch bát ở trong cái bồn rửa chén thì bây giờ mình sẽ lấy một cái lượng xà phòng vừa đủ. Lượng xà phòng vừa đủ nè các bạn. Đây, rồi cái chén như vậy, pha thêm một chút nước vào. Rồi mình sẽ bắt đầu từ việc rửa ly trước đó các bạn. Mình sẽ rửa, đầu tiên mình sẽ rửa cái bồn rửa chén trước. Sẽ rửa trong bồn trước đã. Rồi tiếp theo nữa là mình rửa ly. Tại vì mấy bạn, nếu mà các bạn rửa ly sau đó, thì nó sẽ bị loang những cái dầu mỡ từ chén, dĩa, tô trước đó qua ly thì ly nó sẽ không được sạch sẽ. Tiếp theo là mình sẽ rửa chén, rửa từng cái một. Đây các bạn, sẽ rửa lần lượt. Thông thường thì một cái lông chén như vậy á, mình sẽ rửa tầm khoảng 10 đến 20 phút tùy theo nhiều hay là ít. Rửa chén xong thì mình sẽ rửa tới muỗng. Rửa sạch muỗng hết thì mình bắt đầu rửa tới những cái hộp như vậy. Rửa hết mấy cái hộp thì mình sẽ rửa tới nồi. Cái nồi này cũng nhanh thôi các bạn. Nếu như mà có những cái nồi đóng quá cứng như vậy thì mình nên để một lát nữa mình sẽ đưa cho các bạn coi. Ở đây mẹ rửa. Em ra đây. Cầm ly đi, hai tay. Rồi con đi rửa miệng chưa? Đi rửa miệng đi. Con đã cái khăn này rồi. Sẽ rửa hết tất cả những cái nồi có trong che bò bò luôn. Đây, đây là cái nồi nó đóng, bị đóng cứng. Loại nồi này mình sẽ dùng nước sạch này nữa. Thank you.
mình vừa rửa xong cái qua một loạt xà bông của cái đống chén này. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ giặt cái khăn, những cái khăn rửa chén này để nó không có bị dơ bẩn. Nếu mà rửa xong rồi mà các bạn để nguyên như vậy để vô cái khay rửa chén của mình thì làm sao nó sẽ rất là bẩn. Rồi mình sẽ lau luôn cả cái phần lavabo, xả hết sạch hết. Bây giờ các bạn xem nè, chén của mình là sau khi rửa xà bông, đây là thành quả của mình sau khi đã rửa xà bông xong.